tên nó là GP13 đi. Ok. Chúng ta ôn tập lại một số các cái nội dung đã học về OOP, về collection, về các input outputs mà chúng ta đã làm việc với một cái bài toán cơ bản như sau, đúng không nhỉ? Thứ nhất là tạo cái lớp 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 employer đi, hoặc lớp student đi, rồi cho nó quen thuộc, gồm có ID, name, age. Chúng ta tạo một cái đơn giản như vậy với yêu cầu là chúng ta tạo đầy đủ constructor, chúng ta tạo các getter, setter và gì, getter, setter và write to string, đúng không? Đó. Hay nhỏ, chúng ta tạo một cái to string, hoặc là chúng ta làm cái gì đó, Trương Anh Tâm à. Ok, đây là một cái lớp cơ sở, lớp thông thường, và hình dung sau này chúng ta làm việc với cái cơ sở dữ liệu ấy, thì những cái lớp này nó thường map với một cái bảng trong cơ sở dữ liệu, và đương nhiên là một bảng của chúng ta thì nó sẽ có nhiều các cái field hơn, nhiều các thuộc tính hơn, đúng không? Các bạn có nghe thầy nói chứ nhỉ? Có nghe rõ không? Rồi, ok, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta tạo một cái lớp thứ hai là tạo lớp, tạo một cái student manager, đúng không nhỉ? Tạo một cái lớp quản lý. Đấy. Tạo một lớp student manager thực hiện các cái chức năng. Chức năng cơ bản, đúng không nhỉ? Thứ nhất là tổ chức danh sách sinh viên trong một cái collection. Đấy. Chúng ta tổ chức cái mỗi một sinh viên một 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 cái phần tử này trong collection, thì bạn chọn collection nào cũng được. Ở trong cái bài thực hành thì thầy có mô tả một số các constant thường dùng. Chúng ta cố gắng làm lại lên một lần. Và cùng với đó là chúng ta search thêm, đúng không ạ? Trong một số các trang thầy giới thiệu có những cái ví dụ rất cụ thể. Để sau này phụ thuộc vào cái bài toán nào, chúng ta sẽ lựa chọn cái collection nó phù hợp. Chúng ta xây dựng các cái chức năng cho sinh viên. Thứ nhất là nhập sinh viên. Chức năng thứ hai, nếu chúng ta chọn hai, là xuất danh sách. Chức năng số 3, chúng ta kiếm sinh viên theo mã hay theo tên cũng được, đúng không ạ? Theo ID. Theo ID tức là chúng ta phải nhập cái ID, chúng ta sẽ đọc ra sinh viên theo cái ID đó, đúng không nhỉ? Làm thêm cái thứ tư nữa là sắp xếp sinh viên theo tuổi giảm dần, có thể giảm dần hoặc là tăng dần, đúng không nhỉ? Đấy. Chúng ta làm thêm một cái chức năng số 5, xóa, đúng không ạ? Xóa sinh viên theo ID. Chức năng số 6, chúng ta làm việc là sửa thông tin sinh viên theo ID, tức là chúng ta nhập ID và chúng ta sẽ sửa, đúng không? Chức năng số 7, chúng ta sẽ
sẽ kết thúc thoát, đúng không? Đấy. Như vậy chúng ta hình dung ra là các chức năng CRUD của chúng ta khá là dễ dàng: tìm kiếm, get by ID, sắp xếp, thêm, sửa, xóa, hiển thị danh sách, được chưa ạ? Ở đây là chúng ta tổ chức ở trong một cái lớp manager với chức năng như thế. Nhưng mà cái thứ ba này, lớp thứ ba này, test chức năng trong main. Đấy. Ví dụ như vậy, tức là chúng ta sẽ test luôn ở đây, được chưa? Tất cả các kiến thức này chúng ta đã được giới thiệu, đã được học về lớp đối tượng. Ở đây thì thầy không mô tả đầy đủ hơn nữa. Chúng ta có thể dùng các abstract, dùng các interface. Cơ bản ta đang dùng cái lớp thông thường thôi, student thôi, và lớp manager, đúng không nhỉ? Đấy, ok. Chúng ta tạo lớp đầu tiên đi, làm từ phần 1 student. Các bạn code luôn, đúng không nhỉ? Chúng ta có các cái trường thông tin private, theo ID chúng ta dùng in đi, ID private string, string name private in s. Cái này người ta gọi là các state hay là các field, chúng ta nốt vào cho nó quen thuộc. Chúng ta tạo bộ constructor. Những cái này chúng ta làm khá là quen thuộc rồi, chúng ta insert vào thôi. Constructor không tham số và constructor có tham số, input constructor, đúng chưa này? Chúng ta tạo các cái getter, setter, các thuộc tính, đúng không? Setter tạo luôn thôi, insert, có getter, setter, select all, generate, xong, đúng không? Đấy. Và tạo cái override. Chúng ta insert override to string, chúng ta in ra theo một cái kiến trúc nào đó, đúng không ạ? Override to string. Ok, ta có thể để như này cũng được, hoặc là bạn sửa theo cái cách mà chúng ta hiển thị. Tạm thời thì cứ để thế. Chúng ta test ở trên console thì nó như vậy. Hoặc sau này khi chúng ta muốn các dữ liệu này chúng ta đẩy lên trên form, trên web, đúng không? Chúng ta sẽ xử lý nó ở trên cái môi trường của giao diện. Còn đây chúng ta chạy trên dòng lệnh, chúng ta sử dụng nó như vậy. Ok, được chưa nhỉ? Đấy. Như vậy chúng ta tạo xong một cái lớp đối tượng sinh viên với một số các cái thông tin lưu trữ, cái hàm khởi tạo, các cái thuộc tính đọc ghi, getter, setter, đúng chưa nhỉ? Sau này những bạn nào học ở trong trường thế, chúng ta có môn C#, nó cũng tương tự, khái niệm nó tương tự, như là câu lệnh thì nó có thể khác nhau. Chúng ta tạo một cái lớp thứ hai, xong chưa nhỉ? Chúng ta làm luôn nhé. Ta tạo lớp thứ hai là student manager ở đây đi, new một class. Ok, chúng ta xây dựng, chúng ta tạo một cái list. Bạn có thể để nó ở đây là một cái public, hoặc là một cái
Protected cũng được. Public static đi. Tạo một list chẳng hạn, list student đi. Đúng không ạ? Bằng new array list đúng không? Đấy. Chúng ta import cái thư viện vào list array list. Thiếu cái biến đúng không? Đặt tên nó là list. Như vậy đấy là cái giải quyết cái thành phần thứ nhất. Đây đây. Đặt luôn vào đây chúng ta dễ nhìn. Ok đúng không? Tổ chức danh sách trong một collection. Cái này sau này chúng ta làm xong chúng ta có thể test đổi thành một số các cái collection khác nhau. Chức năng thứ nhất là nhập sinh viên. Public void input input student đi đúng không ạ? Đấy. Ta nhập các thông tin sinh viên, chúng ta ép vào list, được chưa? Nhập chúng ta có thể dùng một số các lớp để nhập input bằng new scanner stem chấm in đúng không? Control shift e enter. Đấy. Chúng ta nhập cho từng phần từng cái thông tin một, ví dụ stem out input ID chẳng hạn, chúng ta sẽ ID nó bằng số, ID bằng input chấm next in. Chúng ta chưa xử lý các cái ngoại lệ, sau phần này chúng ta sẽ chuyển sang xử lý ngoại lệ. Next in đương nhiên bạn nhập một chuỗi thì nó sẽ sinh ra lỗi đúng không nhỉ? Tương tự như vậy chúng ta nhập cho cái thuộc tính thứ hai, input name. Chúng ta dùng input next in. Hoặc ở đây thì là tên ta có string. Tên là name đi. Chỗ này thì là next, next line. Đúng không ạ? Và cái thứ ba là input s. Đây là cái thao tác chúng ta nhập thông thường. Input nhập tuổi. Ok đúng không? Sau khi chúng ta nhập xong, chúng ta khởi tạo cái đối tượng sinh viên student to bằng new. Chúng ta có thể khởi tạo bằng cái constructor có tham số đúng không? Ok. Các cái tham số này chúng ta đặt tên ở đây rồi. Sau khi ta tạo mới sinh viên thì ta sẽ add nó vào cái list. Chúng ta có phương thức add. Add một cái student. Viết đầy đủ đi, đúng không? Student. Thế là xong đúng chưa? Đấy. Phần này là phần để chúng ta nhập. Phần này chúng ta tạo một đối tượng student với các cái giá trị tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ add vào một cái list bằng một add vào một collection ở đấy. Đúng chưa? Ok đúng không nhỉ? Ta xử lý cái chức năng số 2. Xuất danh sách. Đấy, xuất danh sách. Đây chức năng số 1. Ok. Đúng không? Xuất danh sách chúng ta có tạo một cái void print student đi. Ta hiển thị ra thông tin đúng không? Stem out list student chẳng hạn. Đúng chưa nè? Chúng ta duyệt trong tập hợp, chúng ta sử dụng các cái cấu trúc lập for do while hoặc là for x. Đây ví dụ thầy dùng for in đi. For student đúng không? Item 2 chấm trên list. Sau đó chúng ta in ra cái item chấm to check
Hạ tầng tu trinh là in theo cái cấu trúc mà chúng ta override tu trinh trong cái lớp lớp sinh viên đấy. Ok nhỉ? Xuất danh sách đơn giản rồi. Đấy. Này, tiền không lên. Bữa nay là quên mất lịch đăng ký làm việc rồi. Không anh mất tích từ sáng giờ. Ok đúng rồi, chúng ta làm với chức năng số 3 tìm kiếm. Đấy. Tìm kiếm chúng ta cũng tạo ra một cái void hoặc là một cái return là một cái giá trị hay là một mảng giá trị cũng được. Tùy theo cách chúng ta tổ chức thôi. Chúng ta có thể tìm và chúng ta in thẳng ra đây. Hoặc chúng ta return vào một cái click danh sách như vậy, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta in trực tiếp vì chúng ta tổ chức cái list ở trong này rồi. Chúng ta in nó ra. Void đây là search by ID. Ví dụ thế. Search by ID chúng ta cũng có thao tác là bạn nhập cái ID vào. Đúng không nhỉ? Như này đi. Đúng không? Nhập ID chúng ta tìm. Chúng ta cũng duyệt ở đây thôi. Nếu tìm thấy chúng ta in ra không thì thôi. Đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ là gì? Tạo một cái biến boolean flat bằng bool chẳng hạn. Chúng ta duyệt trong cái list. Ta kiểm tra nếu như như gì item.get get id mà bằng id thì chúng ta sẽ in ra. Đấy. Khi có thì ta sẽ đặt cái flat này bằng true. Còn kết thúc cái này mà không có, tức là nếu flat bằng bằng false thì ta hiển thị ra là not found đúng không? Không tìm thấy. Thấy chưa nhỉ? Không tìm thấy chúng ta có danh sách như này. Ở trên này bạn cũng có thể in ra thêm một cái như này nữa. Nó dễ nhìn. Đúng không? Từng cái chức năng một search by chức năng sort xóa, chúng ta làm cái xóa trước đi cho nó dễ đúng không nhỉ. Chức năng số 4 này, chức năng số 5 thôi được, làm số 4 đi, sắp xếp. Các bạn copy không nhỉ, xong chưa? Copy thôi mà, đơn giản đúng không? Để thấy mỗi Nguyễn Thị Nhung cốt kịp thì các bạn khác hình như không kịp à? Ngồi xem chuyện ngắn này, kể chuyện. Bạn nào không kịp thì cố kịp nhé. Nếu mà bạn nào mà gõ chậm thì làm theo cách của thầy thì là hay nhất. Mua một thùng mì, ăn hết mì đi, xong là lấy cái bìa cắt tông ấy. Xong là cắt giấy, dán từng cái bàn phím lên cái bìa cắt tông ấy, xong trước khi đi ngủ. À khi đi ngủ ấy, đặt lên trên bụng. Cứ ngồi gõ, gõ cái nào buồn ngủ thì ngủ luôn. Hôm nào cũng thế thì thế nào cũng nhớ hết nút và gõ nhanh. Chúng ta sắp xếp, chúng ta đã có một cái lớp sort, chúng ta có nhiều kiểu sắp xếp khác nhau. Ở đây chúng ta phải đang dùng cái collection sort với cái lambda expression.
Đương nhiên là cái đấy nó đang là tiện ích nhất hiện nay, sử dụng ngắn gọn, đơn giản. Còn thông thường thì chúng ta nên code lại một số, sử dụng các cái compiler hoặc là code thuật toán để sắp xếp. Đương nhiên là nếu mà để mô tả thuật toán hay giải thuật cho các cái vấn đề sắp xếp đấy thì chúng ta nên viết bằng C hoặc là C cộng cộng. Còn ví dụ đã dùng cái collection thì nên tận dụng tối đa những cái phương thức nó đã cung cấp, thì lúc đấy người ta mới gọi là dùng collection. Thì nếu mà dùng đến cái bộ collection mà chúng ta lại code lại từ cái base ban đầu ấy thì nên viết bằng C hoặc C cộng cộng hay nhất. Đấy. Chúng ta tạo một cái public void sort by s đi, cái này cho nó đơn giản đúng không ạ? Sort by s đúng không?
sắp xếp đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lớp là collection đúng không? collection.sort. Đây đúng không ạ? Sort cái list. À, chúng ta sort theo một cái biểu thức là gì? x.y x.s trừ y.s đúng không? À nhầm, get x. Được chưa nè? À, giảm dần. Giảm dần chúng ta có y trừ. Được chưa nhỉ? Sau khi sắp xếp chúng ta có thể in ra trước hoặc là chúng ta gọi lại cái chức năng số 2, hoặc là chúng ta gọi chức năng số 2 ở đây trước khi sắp, sau khi sắp chẳng hạn đúng không nhỉ? Ví dụ như này chẳng hạn, list list trước khi sắp đi thì chúng ta gọi cái print student. Sau khi sắp chúng ta có print student ở đây, gọi lại cái phương thức in danh sách đấy, đúng không ạ? Thì theo cách chúng ta xử lý thôi, cái này thì bỏ đi cho nó ngắn gọn. Mai là chạy thì ok được chưa? Chạy được rồi. Chưa mai thì cho đi. Xin nghỉ bữa đi. Mình ta đi ngại quá. Ngại á? Ngại gì? Ngại vì mình đi sợ ngủ gật. Dạ. Nhưng mà phải trưa quá. Thì trưa đấy. 11:30 nhá. Ờ. Một rưỡi em về đây nhé. Mẹ ở chỗ nào? Chỗ nào cháu đi đây, xong đi xuống cái đường kia. Cũng được, thì em hơn được một rưỡi thì đi. Đi từ đây xuống đấy mất 2 tiếng, chắc là tầm 2 giờ xuống nơi. Thì càng cả một cái bị máy móc xong rồi xử lý xong rồi buổi chiều thì xử lý. Đúng không? Nhưng mà máy móc kia thì như nào? Cái kia đi không phải cửa đi dây của hộ kia đi dây. Mấy gì mấy mấy còn cái nào chưa ấy được thì để cho hàng nó xử lý thường thôi. Con nào chạy được mình cứ cho nó chạy vào đây đã, ghép vào đây đã. Rồi chúng ta làm chức năng số 5. Public void delete by ID, ví dụ như vậy đúng không nhỉ? Chúng ta sử dụng ở đây cũng nhập vào, copy đúng cái này đi, cả cái này nữa chứ, Ctrl C. Thế nhưng mà cái đấy anh phải chạy chết ở chỗ nào đi, nhưng mà chỗ đấy chỉ có sửa, nhưng chỗ đấy bị update thì phải... cái gì ạ? Code nào? Code của mã nguồn nó để nó chạy đấy. Đấy. Em ẩn menu đi là được mà. Tức là em vẫn chạy trên CLI mà. Không, tức là... giờ đồng bộ đúng không? Thế không. Mình viên mới đúng không? Cái mã nguồn web không mà. À, web á? Thế đấy thì... phải ai... tối nay cài đặt trên máy của nó mà. Ừ, máy nói tối nay. Cài đặt máy nói tối nay em cài đặt lên. Ừ. Thì là có gì đâu, bách nhưng mà nó bê bê vẫn đang thông như vẫn nó mở chứ hay là thì nó... nãy em vừa vào mà em mang cái chế độ auto shutdown rồi. Ừ. Không thì làm sáng mai lên, à mai đến đấy chạy có em với thầy sợ chó đúng không?
Dạ. Anh thầy trò trải nghiệm không chiếm được. Cần thế. Ta remove cái item đúng không? Và remove xong thì right. Còn nếu không tìm thấy thì ta not found đúng không nhỉ? Xuống nơi 2 giờ 2 rưỡi đi 2 tiếng rưỡi hơn 100 cây thế bảo chị đi không nhỉ vây nhau nhặn lên không thì nếu em xin được thì 11 giờ em ta xin được xin sớm cũng làm được đấy đấy thầy chắc mai 10 rưỡi là xong thì đi luôn thì sớm là sớm thì ai chẳng muốn thế giám đốc à giám đốc về làm nhỉ rồi chức năng số mấy nữa số 6 à sửa thông tin đúng không chức năng số 6 xong chức năng số 5 chưa con này của em mở cái cửa ra cho thầy sửa thông tin thì chúng ta vẫn có cái chức năng ban đầu này đúng không? Control public void edit edit by đi id ok đúng không ạ? Copy nó vào chúng ta nhập id sau đó chúng ta tìm kiếm nếu mà thấy cái thông tin này chúng ta sẽ sửa đúng không nhỉ sửa thì rõ ràng là bạn phải nhập cái thông tin là gì nhập cái anh này đấy. Nhập name và nhập s đúng không nhỉ đấy. Chúng ta sửa hai thông tin chứ không sửa id đúng không nếu có chúng ta nhập vào được chưa nhỉ sau đó thì chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ set vào cái item ấy thôi item chấm set set name và item chấm set set s đó nè ok giờ chúng ta chạy cái chương trình chúng ta test thử với các chức năng tương ứng xong chưa các bạn code chỗ này xong chưa
Rồi chúng ta test cái chương trình này ở trong main, tạo các chức năng này đi, viết trong hàm main đúng không? Đã có là tạo một cái biến ở đây đi, in chọn bằng không chẳng hạn đúng không? Do why quay quay chu đi các bạn ạ, là cô ạ stem out, ta tạo một cái menu chức năng stem out gồm có bao nhiêu chức năng đi. Thôi được, ta để dấu sao vào để cho nó trông cho nó hoành tráng. Đấy. Đó. Tạo một cái chọn ở đây scanner ch bằng scanner system chấm in đúng không? Ctrl Shift Y bằng new đúng không? Chúng ta có chọn bằng ch chấm next in ok đúng không? Rồi đặt vào scan đi cho nó gần gũi. Chúng ta sử dụng lệnh switch key để thực hiện cái việc chọn các chức năng đúng không ạ? Như cái lớp chúng ta tạo ra là lớp từ đâu? Từ student manager. Trên này chúng ta sẽ tạo một cái student manager đúng không ạ? Manager bằng new student manager đúng chưa? Chúng ta thực hiện với từng cây một. Nếu mà chọn chức năng số 1 thì chúng ta sẽ gọi cái anh input đúng không nhỉ? Input student sau đó là break. Nếu chọn chức năng số 2 thì chúng ta gọi cái manager chấm green sau đó là break. Cây 3 chúng ta chọn cái cây 3 là search đúng không? Search by ID break. Cây 4 chúng ta có gọi cái chức năng sort, sort by age đúng không nhỉ? Sau đó ta kết thúc break, nó như là một cái menu chương trình vậy. Cây số 5 xóa, ta gọi manager chấm delete đó. Cây số 6 chúng ta xóa delete ở đâu, xấu là sửa edit được không ạ? Right. Cây số 7 ta thoát đúng không? Tầm chấm exit được không ạ? Còn ngược lại default ta in ra là bạn chọn sai chức năng. Đó. Tức là các chức năng từ 1 cho đến 7.
Ok, đúng không nhỉ? Đấy, chương trình chúng ta trở nên sáng sủa hơn. Cái thử. Ta chọn chức năng số 1 input ID 100. Như vậy lỗi này chúng ta xảy ra là gì? Khi ta nhập số chuyển sang chuỗi, đúng không? Đấy, lỗi quen thuộc rồi, chúng ta sửa lại một chút. Sửa lại một chút ở đây. Input student này. Sau khi nhập số input xong, chúng ta next thêm, trượt thêm một dòng nữa, next 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 line, đúng không ạ? Rồi, ok. Chọn 100, họ tên, chung, tuổi, đúng không? Chọn 2 này. Ta thấy là hiển thị luôn thông tin. Chúng ta lại chọn tiếp 1 để chúng ta nhập tiếp 200, tên, trịnh, tuổi, đúng không ạ? Chọn là 1 tiếp này, 300, văn, tuổi 42. Chúng ta chọn chức năng số 2 để hiển thị. Đây là cái danh sách chúng ta nhập và chúng ta input vào cái list một cách tuần tự, đúng không? Chúng ta đi cho vào chức năng số 4 như này, sắp xếp. Đây là cái ban đầu, đây là cái được sắp 45, 42, 40 chính xác. Chọn chức năng số 3 để tìm kiếm, ví dụ tìm kiếm ID là 200, đúng không? Thì nó ra một bản ghi. Được chưa này? Cũng là chức năng số 3, nhưng ta tìm kiếm 500 thì nó đưa lên ta là not found. Chúng ta chọn chức năng số 6 xem nào. 6. Số 6 là sửa thông tin 100. Đấy, chỗ này chúng ta lại làm gì? Thêm cái next line vào chỗ sau cái ID nhập đấy. Đúng không? Thôi được. Để thêm vào thôi. Chức năng số 5 là 5, xóa ID bằng 100. Đó. List. Ok, chọn chức năng số 2 thì nó xóa chưa? Xóa mất rồi đúng không? Đó. Chúng ta có thể xóa, chúng ta in ra luôn. Đây là cái cách chúng ta sử dụng. Chức năng số 7 để thoát. Đúng không nhỉ? Ok. Vậy chúng ta còn một cái lỗi trong trường hợp sửa edit by. Sau khi ta nhập xong thì chỗ này nó sinh ra lỗi. Trước khi lỗi chúng ta cho thêm vào đây là input chấm next line, đúng không ạ? Đấy. Vậy đấy là cái tổng hợp một số các cái phần kiến thức mà chúng ta đã học ở trong phần trước về collection, về các cái xử lý, đặc biệt là cái chúng ta tổng hợp lại một số các cái chức năng, đúng không ạ? Thực tế ra thì sau này bạn sẽ làm đầy đủ hơn với một cái lớp khá là cơ bản, đúng không ạ?
Rồi, ok, đúng chưa nhỉ? Thầy định dạy thêm cái phần bài nữa, nhưng mà khả năng là chúng ta làm nốt cho thầy một ít bài tập đi. Phần bài tập này nó cũng quan trọng đấy. Đúng không ạ? Một số các cái lớp Jarrick Collection tổ chức các cái đối tượng. Đúng không nhỉ? Để chúng ta thực hành, bạn có thể thay đổi cho thầy thêm các cái clip khác với cùng các cái đối tượng như này, ví dụ set hay là map, dictionary, hard map, đúng không nhỉ? Chúng ta thực hiện. Phần này có bạn nào khó khăn gì không? Cả lớp. Rồi. Làm nốt cho thầy cái phần collection nhé. Thì buổi sau thầy sang một phần nữa là phần exception thôi. Chúng ta sẽ tổng kết. Và khả năng tuần sau một số bạn chưa học SQL thì thầy dạy mấy buổi SQL nhé. Mấy bạn Tuấn Hưng này, Văn Thanh, Tuấn Hiếu, San Hô với lại Thế Linh nhé. Vâng. Thầy sẽ dạy khoảng độ 3 4 buổi SQL để chúng ta chuyển sang tiếp theo phần sau. Cho nó chắc là cũng sắp được đi học offline đấy nhỉ. Đấy. Làm nốt cho thầy mấy phần bài tập. Phần này chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay dừng đây nhé. Thầy định dạy sang phần mới hơi dở dang một tí.